Chưa nè, nó cứ xoay hoài. Giống như cái câu hỏi tên đó, em mới mới coi lại nãy là nó có chữ qua nữa. B chúng ta còn một chút xíu, mình vẫn chưa hết phần B luôn nha. Phần B nói dông nó dài nhưng mà vẫn chưa hết. Phần B nó sẽ còn một cái ngữ pháp như sau. Rảnh rảnh em phải câu lại hết mới được. Slide cho nó xịn sao. Tăng tiến và nhượng bộ, hai từ này chắc chưa nghe bao giờ. Chèo Em cái kiểu câu tiếng Việt mà cái mẫu câu mà có chữ nhân á, cái gì gì đó nhưng mà đúng rồi. thì cái đó gọi là nhượng bộ á. Cái từ này lâu lắm rồi, anh nhớ là hồi xưa học học tiếng Việt thì có sách hay xài từ này. Chúng ta sẽ có công thức ha. Một câu trước, câu tính từ, chấm, société, phẩy, câu sau. Câu này gọi là câu tăng tiến. Câu tăng tiến tức là sao? Tức là mình trình bày một vấn đề, rồi xong nội dung của câu sau nó càng tăng tiến thêm cái vấn đề này thêm nữa, nó đẩy cái vấn đề này thêm nữa. Và société là cái gì? Em có thể ghi đơn giản. Société nó là liên từ và nó sẽ dịch là hơn thế nữa hoặc là không những thế. Ok. Hiểu không? Và nó là liên từ nha. Có ghi thì ghi nó là liên từ. Chập rồi. Liên từ là những từ nó ghép những cái câu lại với nhau á. Câu này liên kết với câu kia. Thật ra không cần liên từ cũng được, nhưng mà em thấy là nếu mà có liên từ thì cái câu nó sẽ mượt mà hơn, nó sẽ hay ho hơn, đúng không? Société đúng không? Société. Thử cho ví dụ bằng tiếng Việt đi, cho một câu rồi hơn thế nữa, rồi cho một câu, câu tính từ nha. Tính từ rồi gì trời, thì vậy bạn gì đó đẹp rồi còn cái gì đó hơn thế nữa mà còn tốt bụng. Rồi, một cái bạn gì đó bạn đẹp hơn thế nữa mà còn tốt bụng đó, nó sẽ là một câu kiểu như vậy. Sau đây là ví dụ ha. Ê, Thành cái phố Hồ này Chí là Minh. thành phố không? Nó Hồ Chí Minh đúng không? Cái gì vậy? Hồ Chí. Cái chữ gì vậy trời? Hồ Chí Minh C. Hán này là chữ Hán của bài này, nó đọc là C. C à? Hồ Chí Minh C. Qua. Ni. Cái này hình như là mới học đây là Ni. Nigiya. Niyaka hình như là đẹp đúng không? Quá quá, Nghĩa nóng là nhiệt làm lộn, nóng lộn nhiệt, lộn lộn. Niyaka nóng nhiệt còn Shizuka mới là im im lặng, đúng không? Cái gì mà lặng gì đó, yên tĩnh. Nigizaka yes. Hơn thế nữa. Khi vậy cứ ki ki kiri hình như là kim, hình như là cổ phải không, cổ đúng không? đẹp người Với cổ là gì, cái gì cũng là rưa rui, phù rui à, phải nó rưa là chữ rư mà, còn cái này là đẹp thì nó là chữ rê.
Cái chữ này chưa học. nè. Cũ cù rui nó có chữ u, còn đẹp đê nó có chữ e, có chữ e là trong chữ đẹp, u là trong chữ cũ, hiểu chưa? Ok. Rì. À, Thế cái gì cứ rư y rê y nó giống giống. không có giống được, nó là rê mà. Ok. À, câu này sẽ dịch lại. Thì hả, cái thành phố Hồ Chí Minh là Không phải quan là thi thầy. thi thi gì nhộn nhịp và hơn thế nữa thì nó đẹp. Ừ. Rồi đó là cách dùng của société. À, nói thẳng ra thì nó sẽ là hai câu tính từ bình thường thôi. Nhưng mà em để ý cái câu thứ hai nè, cái câu này nè. Em có thấy là câu này không có chữ qua không? Câu đó không có Hồ Chí Minh. Tại sao? Hồ Chí Minh trên đó. Đó. Cái vấn đề là không phải là mình sẽ cố gắng tìm xem câu đó có chữ qua hay không, mà mình xem là trước sau của nó là cái gì. Nếu em không tìm được chủ ngữ ở câu sau thì chủ ngữ nó nằm ở câu trước á, hiểu không? Hiểu. Đúng rồi, cho nên là về sau không phải câu nào cũng có chữ qua đâu ha. Tính Đây, nó từ có này vấn dễ đề, lộn quá. nó gọi là vấn đề nhượng bộ. À, vấn đề này nhượng bộ như sau: vế câu trước đi với chữ gà, vế câu sau, và hai vế này cũng là tính từ luôn. Cái chữ này nè, mình biết nó là trợ từ gá, tuy nhiên ở trong câu này nó sẽ không đọc là gá, nó đọc là gà, nó đọc là gà, hiểu không? Ok. Ừ. Gà. Gà đi chung với Arimas. Ừ, thì lúc đó nó là trợ từ hay đọc là gá, tuy nhiên cái này nó là nhưng mà, vậy mà thì nó có dấu quyền thì nó đọc là gà cho nhẹ giọng ha, thì nó Yeah. sẽ chỉ sự đối lập giữa hai bên. Ok. Đối lập ở đây là không phải là trái nghĩa nha, không phải là bạn A thì đẹp nhưng mà xấu nha, không có nói những câu kiểu như vậy nha, nó rất là tào lao, mà là một cái thông tin khác, nhưng mà nó sẽ có cái xu hướng là nó gỡ gạc lại. Ví dụ phía trước em khen đúng không, thì sao mình chê, hoặc là ngược lại, nên nó sẽ chỉ sự đối lập. Ok. Ừ. Ví dụ một cái thành phố to lớn đi, ví dụ một cái thành phố như là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh thì to lớn, tuy nhiên là nó lại yên tĩnh, rất là bất ngờ đúng không? Cái thông tin nó khiến mình cảm thấy rất bất ngờ, thì đây là gà. Còn nếu mà thành phố to lớn như thành phố Hồ Chí Minh á, mà nó nhộn nhịp thì là gọi là nó xui chịu, nó dễ hiểu thì là nó là société đó. Ok. Cho nên hai cái mẫu này thì nó sẽ đó là như vậy á, Ok. được không? Ừ, nó sẽ là nhưng mà à, đây là câu ví dụ. Đọc đi Bi bi rừ nãy đọc như cái tòa nhà nè. Đúng không? Đúng không? Còn cái so cái này là gì ta, quên mất tiêu. Sore bi rừ, sore bi rừ qua à, sono Sono qua. bi rừ qua à, phư ai phư phư ri Em đọc phụ đuôi đi. deska Phụ đuôi. phư ru gì đọc lại nha. Ừ, nói vậy đó cho khỏi lộn. Sono à, Em cứ đọc phụ rê hoài. Em đọc phụ rê hoài biết em sẽ lộn. sono bi bi rừ qua phơ rôi đệt cá. Sao có đệt gì, sao sẽ đệt cá vậy ta? Ồ, phơ phơ
This. À, gà. Kyriades. Sao rồi? Dịch nghĩa Dịch luôn. À, ủa chứ đưa ra đọc không dịch thì đọc chứ. từ từ, so nó là ở kia đúng không? Cầu nhà kia thì cổ thì cũ, nhưng mà nó đẹp. Rồi. Rồi, để dễ hiểu hơn thì sẽ có hai câu nhỏ nhỏ nha, hai câu là hai câu trắc nghiệm nhỏ nhỏ chọn để hiểu hơn vấn đề. Okay. Lại phương pháp này nó chỉ có như vậy thôi, tức là mình sẽ đặt ra hai vấn đề bằng cái câu tính từ, nếu mà nó cùng dấu tức là cùng khen hoặc là cùng chê về một cái vấn đề gì đó thì nó sẽ là société, société. Còn nếu nó sẽ là nó trái dấu, nó có khen có chê lẫn lộn thì nó sẽ là gà. Vậy thôi à. Ok, tức nghĩa là cái dê trước với dê sau nó cùng cùng nghĩa, không phải cùng, chỉ như cùng Cùng khen cùng chiều. chê, cùng chiều quá thì là société, còn dê trước mà đối lập với dê sau quá thì là gà. Ok. Thật ra hai hai nếu em để ý hai cái mẫu câu này nó sẽ khác nhau ở một chỗ rất là rõ ràng, đó là société đi với dấu chấm còn gà đi với dấu phẩy đó. Cho coi lại đi, nãy không để ý. Rồi để coi lại thế nào, Dạ được. rồi để coi lại công thức nha. Thế nào, Ok. à đây là société à. Ủa gì? Chấm rồi xong rồi phẩy hả? Ừ cho nên gà nó sẽ nằm trong một câu còn société nó là hai câu thì, Oh. Ok. nhưng mà tất nhiên người ta không đánh một phần đó đâu ông ơi, để tôi ví dụ cho coi à, ví dụ cho coi. Mới thiết kế Watashi no machi wa Ok, dành kire desu. Yume nổi tiếng nè, cái này học rồi nổi tiếng. Sửa sửa khoan sửa. Để mình xem. À. Chúng ta sẽ có hai đáp án Ta là từ societe hoặc là gà. đọc câu cái đã. Watashi À, đọc no machi wa ki 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 des, tức nghĩa là hàng này bây giờ chỉ này chỉ quan tâm tính từ đúng không, kire đúng không, bây giờ mình chỉ cần quan tâm tính từ thôi. kire Tính từ là kire là đẹp nè, kiếm tính từ dưới coi, đẹp mà nổi tiếng nữa thì chọn cái société rồi đúng không? Chọn cái société Gì nó đúng không? đẹp thì mà nó có cái nổi tiếng nữa thì nó chọn société rồi. Án con này là gà. Yume nó đi với gì vậy? Yume gì gì vậy? Gia hả? Jarimasen cái này phải Trời ơi em không? chỉ có Jarimasen cái này phải không? không, tới nãy giờ em chỉ đọc em có hai tính từ này thôi. Rồi Ủa mắc cười với câu trắc nghiệm mà ông có hai cái tính từ không rồi người ta chơi phủ định vô đầu rồi sao? ai biết, này là chưa có kinh nghiệm. Ừ. Già Amrima, À, bây giờ có kinh nghiệm rồi nè. già Amrima sẽ là
là không có đúng không? Là Ừ. không có cái Vì du mê là tướng từ na cho nên nó sẽ đi với xà đi ma sen, vậy là hai thằng này nó ngược dấu rồi. ai biết nãy câu có chữ đẹp với từ nổi tiếng Hàn Quốc luôn, chữ chữ đầu tiên chọn Đó, société. bởi vậy người ta cho trách nhiệm câu này, người ta sẽ không cho đơn giản theo kiểu là hai cái đệt rồi ông biết hai cái đó rồi ông thả vào đâu, nó không đơn giản gì đâu. Thả nhẹ cái phủ định vô là người ta lại lật vấn đề lại một lần nữa rồi. Ok, đổi đi, đổi câu khác đi. Này, câu này là nháp đi. Hình như là trong mấy câu trách nhiệm tôi cũng chưa trả lời đúng câu nào hết trơn, ngộ quá, biết là hai đáp án không trả lời đúng không. Trời ơi À. trời, nãy là đã nói trước là chỉ nhìn vô hai tính từ thôi. Mới À, chọn vô. câu này á, dịch câu này cái nó nói gì? Thì là cái thành phố của tôi thì nó đẹp. Nhưng mà nó không có cái suất nóng. Cái gì nước nóng gì đâu đây, nói cái gì Ở vậy? lộn Để cho lộn một nước bộ nóng liên quan gì? lộn, nhưng mà nó không có nổi tiếng Bộ cùng lộn. số nước nóng mà cái gì cũng lo số nước nóng Buồn đâu. ngủ, buồn ngủ. Rồi. Cồn Ai thử câu đó nha. biết Câu sao cồn xuống nước nóng không, xuống nước nóng không học mà cũng nhớ đó. nha. Để tự đọc cho biết. Cái này phải dính vô cái câu mà mình học rồi nha, cái tính từ học rồi phải biết khoanh nha. Ok, tôi cho đề khéo lắm. Học. Cái what the fuck y gì nữa vậy? Phan cồ nô nè, cồ nô đen đen si, cái này kim từ điển chắc luôn. Đen si gì Zizo, Densi Zizo, qua Z-Show. Zizo, Đọc lại nè, NCZ Densi Zizo, Cono Densi Zizo, qua Furi Deska, Show. Deska. Đệt gà. Ở đây là gì nữa vậy? Cái đệt. Khoan từ từ. Cái Rồi. này kim từ Còn điển ba cái thì tính từ quên, từ điển thì nào muốn cổ. chọn tính từ, chọn tính từ nè. Thì tìm từ điển thì cổ nè. Nhưng mà à, cái này cái đầu tiên là mới nè. Y ủa có cái từ y là gì ta? Dịch từ y giùm em đi. Vô cư Y là tốt. tốt hả? Vô cư na, vô cư này là gì, quên mẹ nó rồi. Từ từ, không có mày, không có phanh sai được đâu. Để thấy đây. Vô vô cư này, ủa có chuyện này nữa hả, không phải là sư cư này hả? Không, vô cư nay là chia cái gì đó đặc biệt á, nhớ Vô cư này không nhớ. Bây giờ chọn con chính giữa đó. không? Rồi, rồi ghi lại nè, tính từ y chia phủ định, bỏ y thêm cư nay nhưng đặc biệt. Là sao? Nói lại. Nhưng đặc biệt gì? Không Từ nhớ từ cái nước nói đó lại, anh luôn. đang nói gì? Tính từ Tính y, từ y. tính từ y chưa Chia phủ phủ định định thì bỏ y. Thêm cư này, sao? thêm cư này. À, có một cái gì đó đặc biệt nhớ không? Thế vậy thì tính từ na. Không phải trong cái đống đó riêng chữ y Y thì sao? thì chuyển thành gì? À, vô cư này. Đó, thì nó chuyển thành thằng này. Sao bảo mày không biết? À, trời ơi, vậy chọn câu cái bên. Chọn cái bên là câu nào? Chọn này đúng không? Đúng rồi, không sai được, sai là cái gì cũng chịu. Cái gì là cái gì?
không biết, nhưng mà cái gì cũng nhiều. Câu kế bên chắc câu cuối Muốn ăn luôn, cà rốt không? Muốn ăn cà rốt không? ăn hết. Rồi, đáp án là cái ở giữa. What the fuck, Rồi. tại sao? Tại sao? Cái điển, cái kim từ điển này ở quên cái à đúng rồi, cái kim từ điển À biết nó rồi, biết rồi, cũ. cậu giải thích. Cái kim từ điển nó cũ đúng không? Nó cũ nhưng mà nó tốt. Má, sao sai hoài vậy trời, câu nữa được không? Hết rồi, rồi để tôi xử lý không sao nha. Cứ để ra đi để xử lý sao. Rồi chúng ta hết phần B. Má, Nào sao chúng ta chọn vô. từ đó tới giờ chưa chọn đúng phần nào? Rồi coi như nợ một cái ha. Để tôi Ok, xử lý làm sao. từ từ gỡ lại. Gỡ gì nữa, hết bài. Bài rồi. Rồi chúng ta còn đến với phần C. Thiệt chứ, trả chọn đúng rồi đổi. Rồi phần C này nó mang lại chúng ta chủ đề về mùa và đồ ăn. Dựng nữa rồi, mới mới học xong từ dựng xong Kishichu giờ. Ryuri. Chữ Kishichu này thì tới bài 6 thì mình sẽ học bài sau, nhưng mà phải biết chữ Ryuri này. Ryuri học rồi. Từ đâu qua mà cái gì nó mới từ gì Ryuri. Ryori là đồ án Đúng món rồi, là ăn. món món ăn. Cái đó biết Trời rồi. ơi, Đây. trời trời trời, giỡn hoài mà trời, thiệt Rồi biết mà nè. không có thuộc từ giỡn chứ. Rồi. Rồi ngày. Ngày hả? Ngày đã biết rồi, ngày là Nichi. Không phải, từ vựng mới của bài này. Không có Trời đoán ơi, mò được. Có đóng mò được không ơi? Ngày là ngày. Từ vựng rồi đọc. hả? Nhìn trong vựng á. Nhìn trong vựng á. Biết biết Tôi không sao nói không, anh vậy. cái lo nó bị delay á. À. Ủa chứ mà Em từ vựng nó có chữ chứ ngày. khoan, sao nó Ngày. chơi kiểu mà đổi từ dựng trời, phải Nói từ chuyện gì đâu phải chi trời. ngà. Vấn đề không phải đổi từ chuyện. Kiếm chữ đó đi rồi nói cho em nghe. Ngày là hi, ngày là hi. Rồi. Hy là ngày, là một ngày. One day là a day, hiểu không? Còn ngày này chi là cái gì? Tại cái này chi nó đứng sau một cái con số thì nó đọc thành này chi. Cái từ này cũng là, Ví cái này dụ. cũng là ngày nữa nè, cái từ Hán này nè. Trời ơi. Nè nó giống như cái gì? Nó giống như thằng Jin với thằng Hito á, hiểu không? Zin với Hito biết. Ừ, vậy tại sao người ta Sao không người ta nói không là nói Nì là Nì Hông Hông Hito mà người ta nói là Nì Hông Jin? ai biết, tại người ta đọc vậy thì mình phải hiểu như thôi. Thì nó là cái này nè. Một cái là danh từ riêng, ở quên, một cái là danh từ chung, và một cái là để định danh. Cái này Hiểu không? là danh từ riêng đúng không? Cái này là danh từ Ủa danh chung, từ ví dụ chữ như là giáo sư. Ví dụ như là giáo viên là danh từ chung, còn ông thầy A bằng B là để định danh, ủa là chứ không để phải kiếm Nì tên Chi đó. là xài cho nhiều thằng thì nó là chung rồi. Liên quan gì? Cái này hay. Ủa thì thí dụ Nihon Jin có chiêu chiêu Goku Jin, có Betonamu Jin, có America Jin, nó cũng nhiều thằng đó. Đó là để gọi tên mà, đâu liên quan gì tới chuyện nhiều đâu. Con này là danh Là từ mà. hy lầm là one day, Ừ. sao nó không nói là y y ni gì y ni chi gì đó, Ichinichi. sao không phải là y chi ni chi? Tại vì nó không có chỉ lượng thời gian, nó không có đếm. Vì nó chỉ là ngày thôi. Ừ, đơn giản nó là ngày đó, nó không có đếm gì cả. Hey. Ok. Ủa thí dụ những ngày như là ngày thầy giáo, ngày ngày của mẹ, ngày quốc tế thiếu nhi thì người ta gọi là ngày quốc tế thiếu nhi, chứ người ta có gọi là một ngày quốc tế thiếu nhi không? Không. Mù ngôn ngữ thật sự, biết tiếng Việt cũng giải thích nữa, chết thật sự. Người Việt nói chuyện với nhau hết hiểu rồi đó, người Thì ta nói sống khác thế hệ nó khó sống lắm. ok, chấp nhận thi.
chênh lệch nhau vài năm là thấy khác liền. Tuyết. Tuyết. Tiết đúng không? Tiết là vô khoa là từ Yuki. Yuki. Trời ơi, cái bài Mưa. kia chưa chưa học xong nữa, giờ một đống từ vựng nữa. A Ame. Amé. Cái này quả dư gan đúng không? Cái nó gọi là dưa lưới. Đúng đúng cái tên của nó sẽ gọi là dưa lưới. Nó là dưa gan thì cũng được, nhưng mà người ta sẽ gọi nó là dưa lưới. Tại vì nó có cái lưới ở ngoài. Chết rồi, cái chữ này kata hả trời, Mù cà khoan, ta không không chữa được đâu nha. Không có cái thuốc nào mà chữa mù cà ta hết nha. cái từ 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 để nhớ. Mê mê à, mê mero meron, Rồi, mê rồi. Mê rồi. không phải mù mù kata mà do cái não nó chưa chạy tới cái chữ đó. Có học chứ bộ, thêm chữ Một vài kata đọc tính cho coi. tự. Một vài tính tự mới trong bài này ha. Thời tiết tốt, trời đẹp. Thời tiết tốt mà. Đẹp. Đen ki gai Rồi, ủa đâu phải đen kia đâu, tên kia mà nó có tên tên đâu, nó tên kia mà. không, đen ki gai y, Ủa sao lại đen kia, tên kia mà. ủa lộn, tên ki gai y, Rồi, chỉ cho mình đọc lộn nè. Tên kia gá thì làm ơn khoanh tròn. Nó gọi là gá. Nó là cụm động từ. Nhớ chưa, nhớ chưa? trời ơi. Nên đọc tên kia gai là không hiểu ha, đọc tên kia gai là Ai biết đâu, ai không biết hiểu được. đâu. Rồi nói Y lại y là nè, đẹp nè, có y là phải thằng đẹp này nè. Còn là đen kỳ không biết. Thời có thể suy tiết. ra được mà, nguyên cái cụm Thời tiết nè, thời tiết. đúng rồi thì nó vậy thôi, thì nguyên cụm này nó sẽ có nghĩa là thời tiết tốt, thời tiết đẹp, trời đẹp. Ok. Ok. Sẵn học cái từ ngay bên dưới luôn nha. Tên kia giá và rươi. Thời tiết Ôi thời xấu. tiết xấu sao không phải là kia, thời tiết cũ. Không. Không phải. Quà rươi chứ không phải là phù rươi. Trời nó sao nó không theo quy tắc thì dễ nhớ trời. Quy tắc vậy, ở cái đó là đúng quy tắc rồi đó, thì chữ quà rươi nó có nghĩa là xấu. Tên kia gái quà rươi là thời tiết xấu. Ok và Ổn. rồi. Hợp lý mà. Ok. Và rồi. Ổn mà. Ổn 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 ổn. mà. Tại chữ bà ru này chưa học. Và nó là cụm tính từ nha. Nhớ nó là cụm tính từ và chữ giữa nó là gá nha. Ok. Đọc gai là chừng nữa nằm gai nếu mật gán chịu nha. Ai biết. Ở trên nói là đồng nam từ đi là em đọc liền. Em kêu đọc cái chữ thời tiết đẹp thì em đọc chữ nó sao em đọc vậy. Cái vị của hai cái thứ này Đắng. Đắng là ừ. khoan được cái vụ nữa, từ từ khoan cái vụ, cái này có gá không ta, biết là ni với y rồi đó, nhưng mà chữ 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 đầu khoan Cảnh giác thật sự. khoan ni gai y ni gai. Ừ nó là ni gai, nó không thể nào là gá được, tại vì nếu gá thì thằng đằng sau còn có một chữ à, thì còn có một chữ thì thành đằng sau thành tính từ Đúng được, rồi. nó phải có cái gì dài dài nó là tính từ đúng không, chứ có một thằng là tính từ đâu Đấy ra, cái vụ rồi đó. thằng Cái nào ăn vụ. đúng rồi. Ni gai, Nì ni gai. gai ừ. Cái vị của cái trái này. Vị này vị chua. Ừ.
Cái gì sư sư bài Nó có chữ nhỏ, spy, cái spy. này chưa nhỏ hả? Spy đúng rồi, Nó gấp đôi phụ âm sao lên, spy. spy. Trời ơi nhiều từ quá gì trời, chưa học. Còn đáng lẽ là không phải chưa học mà còn vài từ của tính từ chưa học. Giờ qua anh... Thôi, làm bài tập xong rồi mới hiểu, cho nên là cái đống này gọi là trải nghiệm từ vựng thôi. Rồi cái vị của cái trái này. Cài cà rây Rồi, caray. Cái cảm giác của cái cô này. mát à, mát là gì trời, qua trang trời ơi Qua chàng thấy một đống luôn hết. mát thôi toàn này. Nhìn bên đây thấy sợ, qua chàng thấy sợ hơn. Vì là nó nhỏ này đang là mát hay là lạnh ta? Mát, lạnh là nó vô rồi. Mát trời ơi cái không có, Có, mát à mẻ. có sư dư Được, chịu mát mẻ không? Không chịu mát. sư dư Rồi, Suzuki. Suzuki. si sư dư si. Rồi, hai cái cảm giác của hai cái người Lạnh, này. lạnh là trời ơi cảm giác, trời ơi cái nào lạnh là mới đầu chữ này đọc sao trời, sư không phải sư, sư tu gì đó, sư 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 mê tay, sư mê tay. Không phải chữ lạnh đó. Đọc đúng rồi nhưng mà không phải chữ lạnh đó. Cảm giác lạnh Không. trời ơi, thằng nóng thằng lạnh biết trời như nào trời, Atui Samui. đâu ở đâu vậy, Có trong đó mà. ồ vậy là kêu đọc hai chữ hả? Toàn Để giải thích cho hiểu à. Từ mê tài. Hồi nãy sẽ thấy chữ từ mê tài đúng không? Cái này. À, cho biết sự À, cho biết sự sẽ cho biết sự khác nhau giữa xà mươi và sừng mê tai. Cái sừng mê tai á, nó được gọi là lạnh. Lạnh này là lạnh có được khi mà mình chạm vào sừng mê tai, nó sẽ dùng cho nước, hiểu không? thế thì mình chạm vào mình cảm thấy lạnh lắm ấy à, sưng mê tai. Hoặc là hãy cho tôi một cốc nước lạnh, tôi uống nước lạnh, cái que kem này lạnh quá. Thì đó là lạnh của sự mê tai. Ok. Còn xà mươi này nó có nghĩa là trời lạnh. Rồi giờ em hiểu, nhưng mà cái khối lượng từ nhiêu đây em nhìn em nản quá. Cái gì cũng hiểu nhưng mà nó là một đống cho nên là hết hiểu rồi. Không phải không hiểu mà nhìn cái từ vựng Hiểu. buồn ngủ Thì từ từ làm bài tập rồi cha, tức là trải qua em xong một bài rồi làm bài tập rồi ra, làm tới đâu em ca tới tính 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 ra là nãy giờ là 1 tiếng đồng hồ, nãy giờ anh kêu em 8 rưỡi học là em học được gần nãy hết từ vựng rồi đó của cái mấy lần trước học, nhưng mà kiểu như là nhớ mang máng nhưng mà nhìn vô vẫn biết. Em lộn cái chữ rư rư với rê giờ biết rồi,
Rồi còn cái chữ atsui này nó sẽ dùng được cho cả hai. Atsui này là vừa atsui trời nóng mà vừa atsui nước nóng luôn, hiểu không? Ok. Tức là atsui, nói tới atsui thì nói chung, còn lạnh thì hai cái là lạnh khác nhau. Kiểu này phải làm bài tập mới nhớ từ vựng này. Rồi Toàn. và một số từ vựng khác cũng nằm trong đó nha. Slide thì nó không có diễn tả hết được. Trời, Nhật hai khó dữ vậy trời. Rồi chúng ta sẽ có ấm áp là Atatakai. Thì ấm áp này rất là dễ lộn với chữ mới nha. Chữ mới làm gì mà dễ lộn à ta, à ta gì cái chữ mới là ta gì quên mất tiêu rồi à ta ra ra ra, ra gì đó ra si y Taxi. à ta ra Không lộn, si y không không có lộn thì gì thôi. lộn hết trơn á, nó chỉ giống nhau chữ à Rồi. ta thôi. Rồi, không lộn thì thôi. Ai oishi. Oishi. Là ngon. Chữ Ngon. này dễ nè. Anh đã nghe rồi Nghe nè. rồi nè. Oishi, Oishi. 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 Nghe oishi Oishi chưa? chưa? Ôi ngon rồi chứ muốn oishi. Ủa, hồi 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 đó giờ không được ăn cái bịch snack oxy à? Oishi. Ăn không ngon, không có đọc tên. À, Phật ơi, ăn nhưng mà không có đọc tên. Snack oxy. Tuổi thơ thật sự đó. Là tuổi thơ của rất là nhiều người đó. Trời ơi. Áo xếp bịch ra ăn rồi. Thì đó nói đó, oxy là ngon nha, ngon mà. Ngon, cay cay ngon lắm, có bịch siêu cay nữa. Rồi amai là ngọt, amai Có bịch bánh nào tên Amai không nhớ luôn. thì tùy em, Ừ. là cái mẹo nhớ nó không phải là. Nó phải có cái là em hỏi người ta là nó có hợp lý hay không. Thấy là nhớ được chữ ngon rồi, không cần học cũng nhớ được chữ ngon. Ok, Rồi. giờ tới gì? Ichinenju. Ichinenju là suốt một năm. Ichinenju cả một năm luôn. Ichinenju. Rồi những từ còn lại là ngữ pháp ha, từ còn lại là ngữ pháp. Rồi phần C này rất là đơn giản. Không đơn giản đâu. Đơn giản. Chẳng luôn, đảm bảo luôn, cực kỳ đơn giản. Nè. Nè. Nè nè không? Chữ đó sao đọc là né vậy trời? Có nghe câu những câu như là oxy the snare, oxy the snare, có nghe câu như vậy không? Nhưng mà chữ đó đâu phải đọc là chữ né. Thật sự đọc là chữ nê đúng không? Đúng rồi. Đọc là chữ nê chứ gì, đọc là chữ Oh, nê, I see nhưng mà nó sẽ đọc. Ừ nhưng mà con gái nó sẽ đọc là đe, nó dễ nè. Ủa, dễ thương, thương, mình trai đọc nè. hiểu không? Oxy rồi, con trai sẽ đọc là Ok. oxy desne, con trai sẽ đọc là oxy desne, con gái sẽ đọc là oxy desne, Ok. hiểu không? Rồi nói chung là đọc, đọc là Ủa cái gì khoan thì tùy thuộc vào khoan người đọc, và nó sẽ có nghĩa là nhỉ. Đơn giản là khoan cái từ gì từ, nữa, như câu này nó không có gì chứ, nó không có cái gì, nó có gì đẹp vậy? đâu có cái gì đâu, tại vì đó là câu cảm thán mà. Còn nó là cái gì thì tùy thuộc vào lúc đó thì em sẽ phát Vậy biểu. Em đúng muốn rồi, đầy đầy đủ đúng đủ không? xong rồi hả, ngắt Okay. để trong giống mặt đi mới hiểu được. Kono ke Ê, kỳ quá. Oxy cây the kỳ là bánh snare. Hiểu chưa? Đúng rồi.
Là cái trình trình Hài cái lòng trình tự chưa? dựng nó cũng nâng nâng lên rồi đó. Mày chấp Đúng nhận chưa? rồi, dạ. Nè, ok chưa? Ok. Đúng rồi. À, nếu mà không nói cái này á thì ngữ cảnh lúc đó là em tưởng tượng là có một người, người ta mang cái bánh ra, người ta mang cái bánh ra trước mặt em, thì em chỉ cần thốt lên là oxy để xe thôi. Ok. Để xóa đi. Ngon nhỉ, Xóa ngon luôn đi. nhỉ. Xóa luôn đi. Đó rồi Nhớ sao rồi, cái bảng ngữ pháp chỗ này nó không phải là cái gì khó chịu cả. Nè là từ cảm thán và nó sẽ có nghĩa là nghĩ như dễ vậy thôi, dễ nó không bắt quá. đầu đâu. Dễ thiệt. Ví dụ em nói là oxy để cá có ngon không, đúng không? Oxy để cá thì cái này là cảm thán đúng không, nhìn Đúng thấy rồi. ngon không? Oxy để Ok. cá, ví dụ như là để làm nhỉ, làm Trời lạnh là nãy là gì mà nói thì quên tiêu rồi. Kanki hả? Kenki hả? Samui, Kenki. Samui. Cái thì thời tiết đúng không? Ừ. Còn trời lạnh nhỉ? Lạnh. Lạnh là khoan, trời là cái không có đụng tới đúng không? Ừ, không có đụng tới trời lạnh nhỉ, tức là lạnh nhỉ á. Vậy là sầm mưa sầm sầm mưa sầm mưa sầm mưa đẹp nè, sầm mưa đẹp nè. Ok. Vậy Thời phải. tiết xấu nhỉ, Là Ken. Cái gì à, cái gì? Cái gì mà nãy mới nói qua là ten ten đen kỳ em kỳ đen kỳ à, gá à, ra ra qua ri đẹp nè, ừ. Yeah. phải chi nói thời tiết đẹp nhỉ là đọc nhanh luôn. Thôi phải ví dụ thì ví dụ cho nó đa dạng. Không mà ví dụ mấy 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 cái mà em chưa học vậy em dễ nhớ lắm. À, mà dễ đúng không? Vậy thôi. Rồi, có một vấn đề cần ghi nhớ nữa nè. Tên Câu kỳ câu trả lời luôn là so de ne từ bạn nghĩ à, đây là câu trả lời. so this nè Cái sô này chắc biết rồi đúng không? Sô đẹp cá, so this cá sô đẹp cái gì? cá. Hồi xưa người ta nói gì thì bạn là người Ờ đúng rồi. hỏi Sô địch cá. bạn là người Hàn Quốc phải Cũng vậy đúng không? không? Cũng vậy đúng không? Cũng vậy. Sô địch cá. Còn bây giờ là tại vì đây là câu cảm thán mà người ta cùng chia sẻ vấn đề này với nhau, nên ví dụ người ta nói oxy đẹp nè, ngon nhỉ, đúng rồi, vậy nhỉ, so đẹp nè, Ok. ok easy. Ok. Câu này trả lời là đúng đúng sai đúng không? Được gì có. Vì câu trả lời yes no đúng không? Cái này không phải yes no, nếu nó là yes no thì nó có hay về rồi, cái này không phải yes no. Dạng vậy, dạng như mà gì yes no gì của thằng cá vậy đó. Nhưng mà câu này chỉ là câu câu đối đáp bình thường thôi nha, nó không phải là câu trả lời, nó không phải là Yes câu câu hỏi câu trả lời, chỉ đơn giản là mình chia sẻ cái cảm giác này với nhau thôi. so this car, so this nè, so this Cho nên là người ta nói cái gì nghe thì em cứ show để nghe là ok. ok. À, bài này còn một cái ngữ pháp cuối cùng. Đó rồi. Ngữ pháp này dễ không? Yeah. Sao cái mới bài số 4 mà nó nhiều ngữ pháp chứ người ta? Đã vậy nó còn nhiều từ dựng nữa. Hà Nội quá. Sự Yeah, rồi sự Han. tin Từ từ để ta đọc từ 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 cả ta cái đấy. Ha. Ha cái gạch lên là gì? No đúng không ta? Hanoi. Hà Nội. Họ quá à, sư cái gì à, sư dư sư dư si sư dư si đẹp mát mẻ sư dư si Hà Nội thì mát mẻ.
phải không? Không có phải không gì cả, Hà Nội thì mát mẻ thôi. Câu này hiểu không? Thêm chữ K vô là thành 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 câu hỏi đúng không? Nhưng mà nó không thêm như gì hết đây, Hà Nội thì mát mẻ thôi. Ok. Ý câu gì dễ ẹc vậy? Dạ. Chưa, đây là mới là tiếp cận vấn đề, cái này gọi là tiếp cận vấn đề. Được chưa? Ok. Nhưng mà có phải là cả một năm Hà Nội lúc nào cũng mát mẻ không? Có phải lúc nào nó cũng mát mẻ không? Không. Không phải, Nó no. mát mẻ có tháng, nó mát mẻ có mùa đúng không? Đúng. Thế thêm cái gì mà học? Hà Nội mát mẻ vào mùa. Aki là gì trời? Là một thú lòng xe máy bài ba để biết các mùa Học rồi, học lúc đi thi rồi mà giờ quên này. Hà Nội đây mát mẻ vào mùa thu Chứ phải vào mùa xong thu Hà Nội mát mẻ hả? Aki phải Hà cũng được, cũng được. Tuy nhiên là nó sẽ vướng phải một số vấn đề sau đây. Một, từ chỉ thời gian nằm sau chủ từ. nghĩ thời Và gian nó làm sẽ đi sao ra với dấu phẩy. Dấu phẩy. Nó sẽ nằm ở đây, nằm ở đây. Nó không nằm ngoài cầu cầu. Văn phòng của tiếng Nhật đó, là cái chủ từ nó nằm ở đầu cầu. Cho nên cái này nó nằm ở trong, nó không nằm ngoài. Được chưa? Được chưa? có nhớ có câu nào mà nằm ngoài này ta? Không phải là nó không được nằm ở ngoài, nhưng mà theo văn phong thì nó sẽ nằm ở trong. Nếu không có cái trường hợp gì ngoại lệ thì nó sẽ nằm ở trong như thế này. Cho nên nó sẽ Ok. dịch là Hà Nội thì mát mẻ vào mùa thu. Được chưa? Ủa vậy là thời chỉ từ chỉ thời gian. Vậy là Rồi. buổi buổi sáng buổi gì cũng đưa vô trong luôn hả? Không phải, nó có giới hạn. Các từ dùng được trong mẫu này gồm Bốn mùa. 12 tháng, 4 mùa và một từ mới của bài này suốt cả năm. Chi nên chịu. Ok. Ok. Rồi. Thế nào? Như vậy là. Thì chi nên diêu. Vậy là Hà Nội thì mát mẻ suốt năm thì sẽ nói là Hanoi. Đúng không? Hanoi qua y y y chi nên diêu. Rồi xong rồi sư dư si đẹp. Trời ơi, tiếng Nhật hai có nói không nha anh? Không tùy. Anh không biết là khi mà trường xong rồi thì nó có đổi phương pháp thi không? Có chuyện mà thi nói không? Thì cái đó anh không biết. Trời má ơi, thì nói xong không biết Cái đó anh không có quyết định dạy được. giảng viên hiểu mình nói cái gì không nữa. Bây giờ anh bị đụng giờ rồi, cho nên là anh sẽ chỉ cho bài tập em làm vào ngày mai ha. Ok. Dễ dễ thôi. Ở trang 15 và 16. 15 À, không phải, không phải, không phải. Trang 15 thôi, trang 15. Trang 15 anh làm rồi. 15 làm gọi nào trời. Một Mới câu ví đó dụ. coi như là À vậy thôi làm nhưng ở mà trang 13 đi. Em làm trang 13 đi. thích em làm hết luôn. Chưa, nó còn một cái ngữ pháp nữa. 13 đúng không?
Trên 13 lá Thứ nào ta? 13 là với những từ cho sẵn. Ok. Bài 4 chậu 5. Ok. Với những từ người ta cho sẵn, em hãy ghi ra một câu có chứa những cái từ này theo dạng là danh từ được bổ nghĩa. Nhớ kỹ nha, là theo dạng danh từ được bổ nghĩa. Giống cầu trên đây à. Ví dụ nó có núi Phú Sĩ. Nó có núi Phú Sĩ, nó có chữ cao, rồi nó có chữ núi. Vậy cái câu em làm sẽ là gì? Núi sĩ thì cao. Không phải, nếu năm nó núi Phú Sĩ chữ cao thì còn chữ núi này nó về đâu? Nó đâu có bổ nghĩa À, đâu. cái núi sĩ là, Em phải làm theo dạng tức bổ nghĩa nghĩa. là cái núi Phú Sĩ là một cái núi cao. Đúng rồi. Đó, ghi lại câu đó là được. Vậy ha. À, tức nghĩa là cái câu mình câu mới nói là câu là câu danh từ bổ nghĩa đúng không? Ừ, bài là bài danh từ bổ nghĩa cho nên em phải làm được cái câu như vậy. Còn câu trên đây là ví dụ đúng không? Ừ. Sĩ là y kìa. Để chữ y dương chi ta. Để chữ y cho em biết nó là tính từ y. À. Ok. Ờ. Rồi, mai sửa phần này ha. Ok, vậy màu ạ. À. Ừ. À không sao quên mất tiêu, tao buồn ngủ quá quên luôn rồi. Rồi, phát ra đi. Ok.